Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục là góc công nghệ nhưng sẽ là chuyên mục điểm tin. Và tin đầu tiên mình muốn gửi tới cho các bạn đó chính là việc Intel cho ra mắt CPU Core i3 10100F. Thời gian gần đây, nếu như các bạn mà vào tìm kiếm thông tin ở trên trang chủ của Intel là Intel ARK ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể tìm được thông tin về CPU Core i3 10100F với mức giá bán QA tiền Việt nó sẽ loanh quanh khoảng 2 triệu đồng theo như mức giá đề xuất của Intel nhé. Mức giá này thực sự đang cạnh tranh so với CPU Ryzen 3 3300X. Theo như mình thấy thì đây là một điều vô cùng dễ hiểu, bởi vì kể từ thế hệ Intel thế hệ 10 series ấy, kiểu là dòng 10 nó vẫn sử dụng tiến trình 14 nanomet và Intel vẫn luôn cho ra những cái dòng F kể từ thế hệ 9, và CPU Intel Core i3 10100 nó chưa thực sự tạo ra được sự khác biệt khi so với Ryzen 3 3300X, thì Intel Core i3 10100F sẽ là quân bài để giải quyết cái vấn đề này về mặt hiệu năng trên giá thành, thứ luôn là điểm mạnh của AMD. Vừa qua, nếu như bạn nào theo dõi sự kiện ra mắt CPU của AMD với 3 mẫu CPU là Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X và Ryzen 9 5900X thì đều nhận được thấy một điều, đó chính là AMD đã giải quyết được vấn đề của các CPU AMD, đó chính là việc thay vì nhồi nhét quá nhiều nhân vào một mẫu CPU thì giờ đây họ đã cải tiến khắc phục dần những điểm yếu như cải thiện kiến trúc để giảm độ trễ giữa các cụm nhân, tăng cường IPC để tăng khả năng xử lý đơn nhân nó mạnh hơn nữa. Thậm chí theo một số bài test Cinebench R20 mà AMD công bố thì điểm số thậm chí nó còn cao hơn cả Intel Core i9. Ngoài những cải tiến về CPU AMD thì cũng có một chút cải tiến nhẹ về mức giá khi mà tăng 50 đô cho một sản phẩm. Nếu thực sự mà hiệu năng cải thiện mà tăng giá một chút, theo như mình thấy đây là một điều vô cùng dễ hiểu. Thế nhưng xung quanh cái việc AMD giới thiệu thì dường như họ đang hơi tập trung quá nhiều ở những cái sản phẩm có hiệu năng cao mà quên mất chưa giới thiệu những cái mẫu CPU có mức giá hấp dẫn hơn, hoặc là họ chưa muốn thôi. Thì cụ thể CPU Ryzen 5 5600, theo như một số các thông tin về tin đồn ấy, thì Ryzen 5 5600 nó sẽ rẻ hơn khi so với Ryzen 5 5600XT khoảng 80 đô và đắt hơn thế hệ tiền nhiệm, đó chính là CPU Ryzen 5 3600 chỉ có 20 đô mà thôi. Thực sự thì mình nghĩ đây sẽ là một trong những mẫu CPU đáng lựa chọn nhất trong năm nay. Ryzen 5 5600 2021 cơ, đáng lựa chọn nhất trong 2021 và đáng quan tâm nhất trong năm 2020. Tin số 3, người dùng AMD có khả năng phải nâng cấp bộ máy chủ để có thể sử dụng được các CPU AMD mới. Như thông tin thì mình mới nói ở thông tin số 2 đấy, đó chính là các cái mẫu CPU AMD mới ra mắt rồi. Và dĩ nhiên, AMD vẫn giữ được cái lời hứa đối với người dùng là vẫn sử dụng socket ARM4 trên tận năm 2021. Tức là về mặt lý thuyết, tất cả những cái mẫu bo mạch chủ sử dụng socket ARM4 thì đều có thể cắm được các mẫu CPU AMD mới. Cái này thì hoàn toàn dễ hiểu thôi, bởi vì nó chung socket mà, làm gì có chuyện giữ socket xong kiểu không cho dùng. Thế nhưng đôi khi cái thực tế nó lại không giống như vậy. Muốn sử dụng được thì người dùng bắt buộc sẽ phải update BIOS mới nhất để có thể nhận được CPU. Thế nhưng ở một số hãng vẫn chưa có kế hoạch để update BIOS cho những cái mẫu bo mạch chủ có tuổi đời khá cũ, ít nhất là trong tương lai gần, tức là trong năm nay đấy. Về mặt lạc quan để mà nói, mình nghĩ đây là một điều hoàn toàn bình thường nếu như các bạn đang muốn hướng tới những mẫu CPU AMD đầu bảng, bởi vì những cái mẫu bo mạch chủ cũ chưa chắc đã tối ưu được vấn đề điện áp và vấn đề băng thông. Còn nếu như bạn chỉ muốn lên đời từ CPU Ryzen 3 lên được Ryzen 5 thì có lẽ đây sẽ là một tin hơi buồn một chút. AMD đã giữ đúng lời hứa với người dùng khi chipset cũ có thể dùng được, còn người dùng muốn dùng được hay không chỉ bắt buộc phải đợi hãng cung cấp gọi ta có update BIOS hay là không. Cuối cùng sẽ là một số thông tin hơi bên lề một chút, đó chính là việc NVIDIA mua lại ARM đang gặp khó khăn một chút, bởi vì chính phủ Anh đang có một số động thái để ngăn cản. Thực ra các bạn không phải lo lắng quá nhiều đâu, bởi vì công ty ARM là một công ty của Anh, và việc NVIDIA mua lại ARM thì chắc chắn nhà nước sẽ kiểu lo lắng, kiểu ảnh hưởng tới cái vấn đề việc làm tại Anh. Thế nhưng nếu như mà việc này có xảy ra chăng nữa thì việc mình nghĩ nó cũng rất ít thôi, rất ít có khả năng để xảy ra. Và việc mà ARM có thể về được với NVIDIA thì dự kiến là 18 tháng nữa sẽ về, và các bạn đang mong chờ những công nghệ, những con CPU của ARM, những cái SoC của ARM được trang bị các cái GPU tích hợp của NVIDIA để thay thế cho GPU Mali quá cũ ấy, thì mình nghĩ tối thiểu sẽ phải đợi từ 2 đến 3 năm nữa, thì khi đấy các cái mẫu SoC của ARM nó mới có thể cải thiện hơn, và việc các bạn sử dụng các cái thiết bị di động, các cái điện thoại, smartphone ấy xuất hiện được cái GPU của NVIDIA nó sẽ là một tương lai hơi xa một chút đấy. Và vừa rồi là chuyên mục điểm tin tuần.
và các bạn đang mong muốn cái tin nào nó hấp dẫn, nó thú vị để mình làm một video dài thì đừng quên để lại ý kiến ở dưới mục bình luận. Đừng quên bấm like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Anphat Commenter để không bỏ lỡ bất kỳ video clip nào chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.